chúng ta có là, 회사에 어떻게 가요? 회사에 어떻게 가요? là đi đi như thế nào? 어떻게 어떻게 tha động từ tính từ nguyên mẫu 어떻게 tha là như thế nào? thì ở đây mình hỏi là 어떻게 가요? đi như thế nào? đi như thế nào? 어떻게 가요? thì để xem trả lời cho mỗi câu hỏi này là câu như thế nào ha. rồi thứ nhất là tàu điện ngầm à chúng ta có câu là 지하철을 타고 가요 à 타고 가요 riêng chữ tha ta là bắt là bắt là một cái gì đó tức là bắt taxi bắt tàu điện ngầm hay là bắt xe đạp hay là đi xe đạp à thế thì chữ tha tha고 가요 này mình dịch là đi bằng tàu điện ngầm đi tàu điện ngầm à tha고 가요뭘 무엇을 타고 가요 지하철을 타고 가요 như vậy thì ở đây mình dịch là đi bằng tàu điện ngầm hoặc là đi tàu điện ngầm đến công ty bằng tàu điện ngầm à, được chưa? đi bằng tàu điện ngầm được chưa? mình cùng nhau đọc câu này ha chia <laughs> chở đôi <laughs> thago chia <laughs> à mình bắt tàu điện ngầm và mình đi đó được chưa nào? ở đây mình đón tàu điện ngầm và mình đi thế thì đón tàu điện ngầm bắt tàu điện ngầm là chia <laughs> chở đi là khaiờ đây là chiếc xe được tháo Vậy giả sử đây mình thay thế chiếc xe bằng bus, bằng xe trung giao, bằng taxi được không các bạn? Được ha. Và chúng ta xem tiếp tục nào.